Ở đây chia sẻ với các bác bông hoa chắc là gọi là cuối mùa cũng được, tại vì hiện tại em chả thấy cái cây nào nó ra nụ nữa, mà thường phi điệp thì nó chỉ ra hoa khoảng tháng 6 tháng 7 thôi, bây giờ là qua giữa tháng 8 rồi nó còn nở thì chắc là coi là cuối mùa được. Ở đây cây này thân rất đẹp luôn các bạn đấy. Bác nào lấy cây này em bán luôn này, 200.000 này. Thân tơ đây nha, em đo thân tơ cho các bác này. 1 gang này, 2 gang này, 3 gang đấy, gần 3 gang. Nói chung là phi điệp nhà em thì chỉ có một mầm thôi. Cái điều này thì nó cũng tùy các bác ạ, tại vì là có một số bác thì thích thì phi điệp nhiều mầm. Đối với những cái cây nhiều mầm ấy thì chất dinh dưỡng nó sẽ bị tản ra nhiều hơn và nó sẽ nuôi nhiều mầm hơn thì tất nhiên nó sẽ bị yếu hơn, còi cọc hơn rồi. Thường là thế thôi, em không nói là tất cả. Đó, thì em thấy nhiều bác hay thích chọn cái kiểu là nhiều mầm. Đấy, nhưng mà nhà em thì thường thường chỉ có một mầm thôi, hoặc là nói chung có kỳ nó lấy kỳ đấy, ví dụ như cây này nó lấy kỳ này đấy, chứ nó ít mầm gốc, nó ít, rất là ít, thường thường chỉ có 1-2 mầm thôi, nó không lên nhiều. Đấy là vườn nhà em thôi, vườn nhà các bác khác thì tùy, cái này là tùy điều kiện từng người đấy, điều kiện nhà em nó là như vậy, chia sẻ với các bác. Mùa này phi điệp lên rất xanh tươi, nhưng mà mỗi tội là các bác nhìn thấy rồi đấy, vườn em thì điều kiện, do điều kiện hoàn cảnh cho nên nó hơi chật chút đó, cho nên là khi bây giờ nó mọc lên ý chen chen chúc chúc nhau các bác ạ, không có lối đi nữa luôn này đấy. Cái mùa nó chưa phát triển thì thoải mái, nhưng cái mùa này thì nó chen chúc nhau mà sống luôn. Ồ, cái kỳ này nó nặng quá, nó cong hết cái này xuống. Bác nào mua phi điệp cứ liên hệ với em nhé, em sẽ chia sẻ giống. Em không muốn mang xuống cửa hàng, tại vì không mang xuống nhiều ấy, tại vì là mang xuống mà để đấy nó rất là nóng cái mùa này các bác ạ. Mùa lạnh thì không nói làm gì, nhưng cái mùa này để đấy rất là nóng và bí. Cho nên là khi để đấy thì cây nó rất là hại sức khỏe, cho nên em không mang xuống đâu, không mang xuống dưới gọi là cửa hàng nữa. Em chỉ mang một số cây, những cây nào xác định là một là nó có thể, tức là nó khỏe thì em mới mang xuống. Còn nếu các bác gọi điện đặt mua thì em vẫn có những hàng kỳ hàng kiếc này, chẳng qua là lấy 1-2 kỳ thì chạy lên tít tầng 5 cắt cho các bác nó hơi mất công, nên các bác lấy nhiều thì em sẽ cắt cho nhiều đó. Ô, cây 5 cây trắng Hà Tĩnh này các bác ơi. Ô, phát triển đẹp quá, mỗi tụi cái ngọn này hình như nó bị thối, nhưng mà cái ngọn này rất là tốt luôn. Đây là 5 cây trắng Hà Tĩnh nha các bác ơi. Hàng xịn luôn đấy, không phải hàng linh tinh đâu. Năm vừa rồi em tưởng là nó trột, nó chết rồi đấy. Mọc được như này ok rồi. Trầm này, rất là xanh tươi luôn. Ừ, hôm nay nhiệt độ Hà Nội rất là nóng các bạn ạ, cho nên em lên vườn thử xem nóng đến mức nào. Thì đúng là nóng thật, nóng 37 độ. Đấy là dự báo thời tiết, em xem các phương tiện truyền thông nó như vậy thôi, chứ thực chất là em nghĩ phải 38 đến 40 độ, hoặc là có thể còn hơn nữa, tại vì nó hiệu ứng của cái dàn lan lên, nó tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như cái sắt này, hoặc là những cái giải lưới màu đen nó giữ nhiệt. Đấy, cho nên em phải phun mát thường xuyên, phun từ sáng đến tối luôn. Đó, phun sương ở trên kia các bạn.
con ngồi phun sương. Thực ra có máy phun sương các bác cũng bình luận trên kênh em là có máy phun sương mua vài triệu, nhưng mà thôi cái giá trị cây nó thấp thì thôi em chả đầu tư nhiều gì, nhưng mà tốn dù sao trồng như vậy nó cũng rất ok rồi, chủ yếu là mình quan tâm tới nó một tí nữa là nó mọc rất ok thôi, nó chẳng làm sao cả. Đây, các bác nhìn em chăm sóc như thế này, lại lên rất là xanh tốt. Chẳng qua là một số dòng khác thì cái môi trường sống của nó khác với phi điệp, thành ra lại mình lại phải một là để riêng, hai là để chung với thì nó rất là khó sống. Đấy, còn phi điệp em biết cái cách nó sống như thế nào cho nên là sinh lẻ luôn các bác, mặc dù là ở trên tầng thượng, trên tầng thượng nắng nóng hướng tây nữa này các bác này. Em phải chắn chống nóng bằng cái miếng này, không là không được, không là chẳng khác gì giết nó. Trên tầng thượng nó có mấy loại tầng thượng nha các bác nhá. Tầng thượng mà có nhà che chắn hướng tây thì không nói, nhưng mà tầng thượng nhà em thì bốn hướng không có, mỗi hướng đông quan trọng nhất là cần có thì lại bị chắn. Đây các bác có thể nhìn thấy tường nhà hàng xóm này. Đấy, đây là hướng đông, hướng kia là hướng bắc. Hướng bắc thì em để thông thoáng thế nó cũng chả ảnh hưởng gì, chỉ có gió vào được thì vào. Đấy, còn đây là hướng tây, hướng tây, hướng tây em phải chắn hết này. Đó thì chứ không phải là bác nào cái tầng thượng là giống nhau đâu, nhiều bác cái quy vào một mối là cũng không đúng. Mỗi người trồng lan sẽ có một cái khu vườn và hoàn cảnh riêng của mình, cho nên là chúng ta chỉ xem người khác trồng để tham khảo thôi, chứ không có thể bắt chước được, bắt chước y chang 100% được. Chia sẻ với bác nào mới tập trồng lan nó là như vậy, tại vì em thấy nhiều ông lên mạng cứ hướng dẫn người ta trồng như thế này trồng như thế kia, tất cả đều chỉ tham khảo hết, mà lượt xem rất là nhiều luôn, rất là đông luôn, nó làm ảnh hưởng rất là nhiều. Em thấy nó như vậy cảm giác nó không thỏa đáng cho lắm. Em không phản đối đâu, các bác đấy chia sẻ rất là tốt thôi, nhưng mà nhiều khi các bác phải nói là mỗi người một hoàn cảnh và khu vườn có tiểu khí hậu khác nhau thì chúng ta nên trồng khác nhau một chút, một chút thôi chứ không phải là 100%. Thì nó là như vậy, chứ phải ông nào cũng trồng khác, ông nào thì nói chuyện thì lan rừng nó đều có một cái chung, đó là nó thích mát và ẩm, ẩm không phải ướt nha các bác nhé, ẩm với ướt nó khác nhau. Mát nhưng mà nó lại thích nắng, thích nắng nhưng mà không thích nóng. Đấy, em cứ phải lặp đi lặp lại cái ý này của lan rừng suốt, tại vì bản chất nó là như thế, nó rất thích nắng, không có nắng thì nó phát triển rất là kém luôn, nhưng mà có nóng vào nữa thì nó lại phát triển lại khó khăn. nó lại nghịch lý như thế, cho nên là các bác mới tập lại chơi lan ấy, không biết cách sống, không biết môi trường sống của nó ấy, không nghiên cứu môi trường sống ấy, chỉ biết là thế ông kia trồng như nào thì mình trồng như thế ấy, thì rất là nguy cơ. Đấy, mà nhiều bác mua hàng của em về rồi trồng không lên, rồi đổ tại nhà vườn, đổ tại nhà em bán. Em thấy buồn cười quá. Nói vậy thì bác ấy đấy, đi mua vườn nào cũng thế thôi, nói thẳng ra thế. Trừ khi bác gửi đến nhà vườn đấy người ta trồng hộ, bác trả tiền, như thế lại mất hay. Cái hay của trồng lan là chúng ta tự chăm sóc cây lan nó mới vui, mới thú vị. Dù nó sống hay chết thì chúng ta, miễn là chúng ta hài lòng với cái kết quả, tức là chúng ta làm hết sức mình là được. Còn sống hay chết thì nó đáng bao nhiêu, cùng lắm là các bác bỏ ra vài trăm nghìn, các bác mua được rất là nhiều bài học từ lan rừng. Nó rất là ý nghĩa, tức là ý em là một vài trăm nghìn đấy, nó cái giá trị của nó rất là cao luôn. Đấy, bây giờ các bác mà bỏ một vài trăm nghìn ra chưa chắc có ông nào dạy cho các bác cách trồng lan, nhưng mà các bác tự mua về các bác trồng ở chính vườn các bác thì chúng ta sẽ trải nghiệm được, trải nghiệm tuyệt đối luôn. Đấy,
cộng thêm cái việc mà các bác hàng ngày nghiên cứu nhiệt độ, độ ẩm, rồi hướng nắng, rồi tất cả mọi yếu tố ảnh hưởng đến nó, thì em nghĩ là chúng ta sẽ chinh phục được cây lan thôi. Với lại cái này cũng tùy cây, tùy từng cây nữa. Ví dụ như phi điệp thì trồng ở chỗ này có thể nó mọc tốt, nhưng mà chưa chắc những cây khác đặt vào đây nó đã mọc tốt. Những cây loại khác ấy, ví dụ như không phải phi điệp mà là sơn thủy tiên hay là kiều hay là gì đó, nó có cái yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, môi trường khác nhau một chút thì không phải là cây nào nó cũng trồng giống nhau các bạn đấy. Cho nên là nói về vấn đề nó trồng được hay không nó vô vàn lắm. Em không khẳng định là em cao thủ, nhưng mà em biết nó sống tự nhiên như thế nào, em biết cái môi trường sống tự nhiên của nó như thế nào, tại vì em cũng đã đi rừng lấy lan rồi, em trải nghiệm cuộc sống của tự nhiên của nó rồi thì em biết thôi đấy. Còn những cái nơi khắc nghiệt thì mình cố gắng làm như thế nào đó để cho nó thành giống tự nhiên nhất có thể thì là nó sống thôi. Tất nhiên là không phải là cây nào cũng sống, cây nào em trồng sống đâu. Chết nhiều đấy. Tại vì là nhiều lúc mình cũng hơi chủ quan. Tại vì nghĩ là ở Hà Nội chắc cũng giống nhiệt độ mấy cái tỉnh miền Bắc, nhưng không, khác hoàn toàn luôn. Chứ không phải là khác bình thường nữa, khác hoàn toàn. Ở những cái tỉnh khác thì ví dụ vùng núi nơi lan tự nhiên sinh sống ấy, các bác có thể vút đấy, rất ít chăm sóc thôi nó vẫn mọc. Hoặc là nó có lắt léo chăng nữa thì nó cũng không chết được, hoặc là rất khó chết. Còn nhưng đối với Hà Nội ấy, các bác nhìn như sân thượng như này, các bác thì đặt khoảng 1 tuần một chậu lan này, các bác phơi nắng 1 tuần xem nó có sống không. Hoặc là lâu hơn nữa, 1 tuần có thể nó chưa chết, nó ngáp ngoài. Nhưng mà lâu hơn nữa em nghĩ là khả năng là nó cũng chết dần thôi. Mà 1 tuần nó chết chết hẳn thì khi các bác mang về cấp cứu nó cũng khó phục hồi hơn. Còn ví dụ những nơi mà tự nhiên lan sống ấy, các bác phơi nắng như vậy, mặc dù nhiệt độ ngoài trời giống nhau nhé các bác nhé, nhiệt độ ngoài trời ví dụ như là có những hôm 30 độ thì các bác ở Hà Nội 30 độ các bác phơi, các bác ở vùng núi 30 độ các bác cũng phơi như thế, nhưng mà đảm bảo với mọi người là ở Hà Nội nó sẽ chết dễ hơn, dễ chết hơn. Đấy, nói về vấn đề trồng lan thì em nhắc về một số câu chuyện phân biệt vùng miền như vậy. Tại vì là khi chuyển từ vùng núi xuống Hà Nội đồng bằng này thì em cảm thấy là rất là bị sốc luôn. Sốc về cái môi trường sống của cây lan ấy các bác ạ. Nó nói bằng mồm thì là ở Hà Nội thì nóng hơn, nhưng mà nói như thế nó nghe diễn tả nó chưa đủ lắm các bạn, nó còn nhiều cái khác nữa. Nóng mà nó tức là nó bí, nó dạng kiểu hiệu ứng xi măng rất là nhiều, thành ra nó rất là bí. Mà bí là một trong những cái mà lan nó rất là kỵ, nó chỉ ưa thoáng và mát đấy. Đây là đã nóng thôi còn bí, nóng kiểu bí, thành ra là nó phát triển nó không được ngon lành. Cho nên là các bác trồng ở những nơi đô thị nóng nức bức phải chăm sóc nó rất là vất vả hơn. Tất nhiên thì mỗi người một hoàn cảnh thôi, em không nói là tất cả. Có bác thì cũng ở Hà Nội nhưng mà có khu vườn nhiệt độ tuyệt vời thì các bác vẫn trồng ngon lành, chả phải lăn tăn. Nhưng mà em nói chung chung về thời tiết và khí hậu nó như vậy đấy. Tại vì em đã từng sống ở 2 nơi thì em biết. Ví dụ như ở Cao Bằng em sống mấy chục năm, Hà Nội em sống chưa nhiều nhưng mà cũng được 3-4 năm, thì em cũng biết trải nghiệm nhiệt độ nó là như thế nào. Đấy em nói môi trường lan đấy nhé, còn những cái khác thì em không nói làm gì. Nhất là dòng phi điệp các bạn, còn những cây đai châu đai chiếc thì em không nói đấy, tại vì em ít trồng. Tất nhiên là cũng có trồng nhưng mà chưa nói chung là chưa kết luận cái điều gì để chia sẻ với các bác cả. Em không dám kết luận. Muốn có kết luận thì em nghĩ là trồng phải 2 năm, 3 năm.
thì em mới có thể kết luận được. Nhưng mà Đai Châu thì ở vùng núi em lại không có kinh nghiệm, em chỉ có kinh nghiệm phi điệp thôi. Đấy. Kinh nghiệm nhưng mà vẫn chết ầm ầm, em đùa. Không đơn giản. Ok, đấy, em chỉ chia sẻ một chút như vậy. Đây vườn em phi điệp rất là nhiều. À, mỗi cái giò nó ví dụ như 2-3 gang nó chỉ khoảng 100-200 nghìn thôi. Bạn nào cần hãy liên hệ với cái số điện thoại em để cái tiêu đề video clip nhé. Đấy, em chỉ quay cái video clip ngắn ngắn này để chia sẻ với các bác là phi điệp tím. Có những cây thì em chưa biết hoa, có những cây thì em biết hoa rồi. À, một số cây thì em cũng chẳng biết hoa nữa, mà chẳng đánh dấu làm gì nữa. Nhiều quá các bạn, thành ra là thôi cứ bán kiểu giá giống nhau cho nó dễ bán. Ví dụ như cây tầm ngọn 2-3 gang, 2 đến 3 gang khoảng 1 đến 200 nghìn nhé. 2-3 gang ở đây, à, ngọn ở ở đây là em tính cái thân thân nó đang đang phát triển như này nhé, thân gọi là thân tơ đấy, thân tơ cho mùa hoa năm tới đấy. Đấy, tới này nó những cái thân này nó thắt ngọn này. Đấy, thì em chỉ tính cái này, những cái này thôi, có những cái thân ra không tính nhá. Chia sẻ với các bác nào mới tập chơi nó là như vậy. Chúng ta chỉ tính những cái thân mà nó còn giá trị, tức là tới này nó sẽ ra hoa. Đấy, còn những cái thân già này thì ví dụ như cây này còn hoa thì bây giờ còn ngắm, chứ còn sau này về thì nó hết hoa thì có mầm được thì các bác mừng cho các bác thôi. Ví dụ như cây này chắc chắn là nó còn ra mầm nữa, tại vì nó chỉ ra mỗi 2 bông hoa đây, còn nhiều, rất nhiều mắt ngủ dưới này nữa. Chắc chắn các bác cắt khúc rồi sẽ được nhiều, ví dụ thế thôi. Đấy. Còn khi em tính bán cho các bác là ở đây chỉ có tính những cái thân như vậy thôi. Đa số là có một 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 ngọn như vậy nha các bác nhé. Còn nhà em ít có cái chậu nào có nhiều ngọn lắm, thì cùng lắm là 2 ngọn là cùng, 3 ngọn là cùng, nhưng mà đa số là một ngọn. Đấy, bác nào cần hãy liên hệ với các em cái số điện thoại em để cái tiêu đề video clip nhé. Cái số điện thoại này thì nhân viên em trực, cho nên là các bác cứ bảo nhân viên em là hỏi anh Thủy lấy một cây trên vườn, cây phi điệp tím tầm bao nhiêu tiền là em sẽ chọn cho các bác, và nếu các bác cần thì em sẽ chụp ảnh gửi qua Zalo cho các bác để cho nó trực quan. Không thì đến lúc nhận hàng mới kiểm tra hàng thì nó khó ra các bác ạ. Đấy, tại vì khi vận chuyển hàng cho các bác thì chúng ta cũng phải bỏ tiền ra để trả cho bên vận chuyển, người ta chuyển hàng mà chẳng ai người ta làm việc cho mình miễn phí cả các bạn. Cho nên là khi nhận hàng thì các bác nhận hay không thì sự nó cũng đã rồi, nó khó. Tốt nhất là chúng ta nên liên lạc với nhau, bây giờ liên lạc với nhau trước khi chúng ta thỏa thuận về giá cả rồi chốt đơn hàng. Bây giờ thì công nghệ thông tin phát triển rồi nên là các bác yên tâm. Nếu các bác nào không biết sử dụng Zalo hay là Facebook thì các bác có thể nhờ những người xung quanh mình, là con cháu con em mình, rất là dễ thôi các bác ạ, nó chẳng có gì. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem video clip này, hy vọng là các bác có những trải nghiệm, những lời khuyên chân thành của em khuyên chia sẻ với các bác. Đây là em khuyên chân thành chứ em không phải là hướng dẫn hay yêu cầu các bác phải nghe theo như này nọ. Đấy, đây là những cái lời khuyên mà em khuyên các bác nào mới tập chơi lan thì nên suy nghĩ kỹ một chút và chu đáo một chút về cái ngôi vườn, cái khu vườn của mình, tiểu khí hậu ở trong vườn nhà mình để chúng ta chăm sóc cây lan tốt hơn thôi. Ok, mục tiêu là cũng hy vọng là giúp đỡ các bác trồng lan được tốt hơn thôi. Đấy. Chứ không phải là em phản đối vấn đề này rồi lại chống lại vấn đề kia thế này thế nọ. Ok. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video.